quý vị và các bạn, qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Bầu Đồn huyện Gò Dầu đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang chờ được công nhận là xã nông thôn mới thứ ba trên địa bàn huyện Gò Dầu. Qua đó, các lĩnh vực đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, góp phần đáng kể vào công tác phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Phóng sự, xã Bầu Đồn hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi hiện nay trên địa bàn huyện Gò Dầu đã có xã Phước Trạch và xã Phước Đông là xã nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Theo đó, huyện Gò Dầu đã tập trung toàn lực vào xã Bầu Đồng để giúp cho Bầu Đồng trở thành xã nông thôn mới thứ ba trên địa bàn huyện vào cuối năm 2016. Với sự chỉ đạo từ cấp trên, Ủy ban nhân dân xã Bầu Đồng tập trung lãnh đạo, tham mưu đảng ủy đưa ra những giải pháp thiết thực, cần thiết cho việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Cán bộ công chức được tập huấn thường xuyên về công tác xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới một cách rộng rãi cho mọi người dân đều biết. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với mặt trận tổ quốc xã tuyên truyền lồng ghép nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới đến các tổ dân cư tự quản và được sự đồng tình hưởng ứng rất cao của nhân dân. Bầu Đồn là một xã nông nghiệp, người dân chủ yếu sống dựa vào nghề nông là chính. Kinh tế của đại bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi xã thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì đời sống của người dân ngày càng cải thiện hơn, nhất là từ khi tỉnh lộ 782-784 được nâng cấp mở rộng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có bước phát triển mạnh, góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo. Các cơ sở thương mại, dịch vụ hai bên đường phát triển nhanh chóng, nhà cửa của người dân được xây dựng khang trang. Đảng bộ và chính quyền xã Bầu Đồn đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tập trung mọi nguồn lực nhằm để thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Đến nay, xã Bầu Đồn đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang chờ quyết định công nhận xã nông thôn mới. Thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và cái uh, quyết định số 800 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010-2020 thì Ủy ban xã Bầu Đồn cũng như đã chủ động tiêu truyền vận động trong nhân dân phát tờ rơi cho nhân dân về tiêu truyền 19 tiêu chí nông thôn mới từ khi thực hiện đến năm 2015 xã đồn đã được 14 trên 19 tiêu chí. Từ trên cơ sở đó năm 2016 ủy ban tỉnh chọn xã đồn để xây dựng xã nông thôn mới 2016. Từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới lãnh đạo xã đã xác định đây là một công việc hết sức khó khăn vì phải dựa vào nhiều yếu tố mà nhất là phải có sự đồng tình từ phía người dân. Cụ thể là tiêu chí về giao thông đây là một tiêu chí rất khó hoàn thành, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để thu hút nguồn lực xã hội. Do đó, khi triển khai thực hiện các con đường, ngõ xóm, chính quyền địa phương tổ chức họp dân, nêu rõ ý nghĩa, mục đích, trình bày các phương án và đưa ra mức đóng góp bình quân để người dân bàn bạc và thống nhất. Sau đó, các hộ dân cử ra 3 người tham gia ban vận động và một người làm giám sát thi công Ủy ban nhân dân xã huy động nhân dân khu vực tuyến đường đi qua trực tiếp tham gia thực hiện. Qua đó, xã đã thực hiện được 94 tuyến đường với tổng chiều dài là hơn 73 km, tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng. Trong đó, có 5 tuyến đường trục xã, 27 tuyến đường trục ấp, 45 con đường ngõ xóm, còn lại là giao thông nội đồng. Ngoài việc đóng góp tiền, ngày công lao động, người dân còn hiến đất, chặt bỏ cây trồng để làm những con đường giao thông nông thôn. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi có đập phá hàng rào, cặp bên hông nhà, hiến đất, làm được con đường bê tông nông thôn mới và đất thổ cư dường ngang sáu thước dường dài ba chục thước đây là tấm lòng gia đình tôi từ thiện để giúp chút ít cho trại hội và bà con nông dân nhất là học trò đi học không còn lầy lỗi nữa. Bộ mặt của xã Bầu Đồn hôm nay đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều con đường giao thông được nâng cấp, người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao. Ước tính thu nhập bình quân đầu người đã gần 40 triệu đồng một người một năm. Thu nhập của người dân được nâng cao là nhờ xã có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp. Người nông dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hợp lý, mang lại lợi nhuận kinh tế khá cao. Có những cánh đồng hoang hóa hoặc sản xuất lúa, đậu có năng suất kém, người nông dân đã mạnh dạng chuyển đổi trồng các loại cây ăn trái như sầu riêng, thanh long ruột đỏ, cây nhãn cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Điển hình như ông Vương Văn Hòa ngụ ở ấp 4 xã Bầu Đồng có vườn sầu riêng khoảng 1 hecta cho thu nhập hàng năm khá cao, khoảng hơn 300 triệu đồng một năm sau khi trừ hết các chi phí. Gia đình ông Lê Văn Năm trên địa bàn ấp 2 đã chuyển đổi 1,8 hecta đất lúa sang trồng cây thanh long ruột đỏ cho thu nhập hơn 600 triệu đồng một năm sau khi trừ các khoản chi phí. Ngoài ra, nông dân xã Bào Đồn đã ký kết hợp đồng với công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình, sản xuất các giống lúa chất lượng cao theo chuỗi sản xuất lúa sạch theo mô hình Việt Gáp. Vì là một xã nông nghiệp nên số hộ dân nghèo cũng còn khá cao. Năm 2011, xã có 65 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,69% hộ dân. Vì vậy, xã luôn tập trung thực hiện các chương trình dự án giảm nghèo, luôn quan tâm chăm lo cho đời sống, sức khỏe, hỗ trợ vốn và tạo điều kiện việc làm cho hộ nghèo. Đến năm 2016, toàn xã chỉ còn 24 hộ nghèo, chiếm chưa đến 1% số hộ dân trên địa bàn xã. Tôi là nông dân ấp 3 thì cũng về vấn đề nông nghiệp thì tôi thấy là làm lúa thì nó không có hiệu quả lung. À, cho nên tôi mới chuyển đổi cây trồng, từ đó tôi chuyển qua nhãn, thanh long. Rồi sau đó tôi thấy cũng có cái vấn đề bưởi da xanh này, ruột hồng này tôi cũng có trồng 100 cây. Cho nên là vừa rồi, thì trong cái đợt Tết vừa rồi thì tôi có bán được là 1 tấn 2. À, với giá 60.000 ngàn ký thì thấy cái bưởi da xanh, ruột hồng nó đem cái lợi nhuận kinh tế cao hơn các loại cây khác. Cuộc sống của người dân trên địa bàn xã Bầu đồng giờ đây đã được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Để vương mình trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2016, đảng ủy và chính quyền xã Bầu Đồng đã phải nỗ lực đề ra các giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện, nhất là công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình xây dựng. Có thể nói, từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Bầu Đồng đã thay đổi nhanh chóng từ một xã nông thôn nghèo nàn trở thành một trong những xã có nền kinh tế mạnh của huyện. Hiệu quả mang lại từ công tác này là rất thiết thực. Đây là niềm vui và là nền tảng để cho Đảng bộ chính quyền cùng nhân dân xã Bầu Đồng tiếp tục phấn đấu đưa nền kinh tế của xã ngày càng phát triển đi lên, sánh vai cùng các xã có tiềm lực kinh tế mạnh trong huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự xã Bầu Đồng hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chương trình thông tin tự huyện do đài truyền thanh huyện gò dầu thực hiện đến đây là hết chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo xin kính chào tạm biệt